Tại hội nghị đánh giá kết quả chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nguồn lực, phân bổ kinh phí, tổ chức đi thăm, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên tới trên 6.100 tỷ đồng trong dịp Tết vừa qua. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đề nghị mặt trận, các tổ chức thành viên cần sâu sát cơ sở, thường xuyên nắm bắt đời sống và có biện pháp hỗ trợ kịp thời những hộ dân bị ảnh hưởng, quan tâm, động viên những người đang ở tuyến đầu chống dịch, đồng thời tiếp tục các hoạt động chăm lo cho nhân dân đang sinh sống, làm việc ở vùng biên giới hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.